là một người đam mê hội họa thì chắc hẳn bạn cũng đã biết màu nước đòi hỏi kỹ thuật pha màu và tô màu phức tạp hơn hẳn màu trì, màu sáp. Cũng chính vì thế mà những bức tranh vẽ bằng màu nước Nhật Bản đều mang đến một vẻ đẹp vô cùng ấn tượng bởi sự mềm mại, trong trèo. Các sản phẩm màu nước trên thị trường khá đa dạng, chọn lựa sản phẩm không phù hợp sẽ khiến việc vẽ tranh sáng tác không đạt hiệu quả mong muốn. Sao bây giờ chúng ta không đi tìm hiểu top 10 mẫu màu nước Nhật Bản để vẽ đẹp nhất cần mua ngay nhỉ? Màu nước là dòng sản phẩm xuất hiện khá lâu trước đây, hiện đại hóa công nghệ đã cải tiến liên tục, sự biến tấu tạo nên những sản phẩm tuyệt vời. Trên thị trường đang có 4 loại màu nước phổ biến: nước lỏng, dạng tuyết, dạng nén và dạng thỏi. Mỗi dạng có một đặc điểm khác nhau và ưu thế khác nhau phù hợp với từng đối tượng sử dụng. Dấu lớn dấu lớn tổng hợp 30 mẫu đồng hồ cơ Nhật Bản Citizen, Orion, Seiko cũng còn dùng tốt các loại màu nước một. Màu nước lỏng là dòng sản phẩm được pha loãng sẵn trong hộp. Sử dụng trực tiếp sau khi mở hộp hoặc có thể pha loãng hơn theo nhu cầu của bạn. Sự tiện dụng dễ dàng sử dụng nên đây là những sản phẩm bán chạy hiện nay. Hai, màu nước dạng tuyếp với dạng đặc sệt đóng gói trong các tuyếp màu nhỏ. Điều chỉnh cường độ màu bằng cách sử dụng lượng nước pha loãng theo tỷ lệ hợp lý. 3. Màu nước dạng nén là màu được ép thành viên đựng trong hộp nhựa. Nếu bạn muốn sử dụng chỉ cần làm ướt cọ vẽ và quệt vào viên nén là có ngay màu sắc bạn cần. Các sản phẩm này phù hợp cho sinh viên, những người mang màu để vẽ ngoài trời. 4. Màu nước dạng thỏi, dạng màu nước được nén thành thỏi. Khá phổ biến trong giới học sinh, sinh viên mỗi lần sử dụng bạn đưa trực tiếp vẽ vào chất liệu cách chọn mua màu nước tốt nhất thị trường sản phẩm màu nước rất nhiều đa dạng bảng màu chất liệu độ sáng chất lượng bạn cần cân nhắc nhu cầu để chọn lựa phù hợp chọn theo mục đích sử dụng mục đích sử dụng rất quan trọng trong việc chọn màu nước vẽ tính chuyên nghiệp yêu cầu cao về màu sắc thì chọn những dòng cao cấp nếu nhu cầu sử dụng loại trung bình, hợp với túi tiền thì chọn những dòng giá trung, chất lượng tốt, chọn theo đối tượng sử dụng, bạn mua cho đối tượng học sinh, sinh viên vẽ phục vụ nhu cầu học tập thì chọn những dòng phổ biến, giá thành mềm. Ngược lại nếu bạn thiên về nghệ thuật để tạo ra những tác phẩm xuất chúng thì ưu tiên những dòng cao cấp, tiện lợi và sắc màu chuẩn tốt nhất, kiểm tra đặc tính màu nước, người dùng chọn mua màu nước lưu ý đến tính chất của màu sắc. Với những người vẽ tranh chuyên nghiệp thì đây là yêu cầu số 1 để phổ màu tốt tạo nhiều màu tươi sáng khi vẽ lên giấy rất quan trọng độ trong của màu sắc phụ thuộc từng dòng tranh khác nhau độ bền màu thể hiện qua thời gian lưu màu phai màu màu mịn cao sử dụng được trên nhiều chất liệu bền màu mức độ an toàn của màu nước nên chọn màu nước chứa thành phần an toàn không chất độc hại chất tạo màu bảo quản kim loại nặng bởi màu nước sẽ tiếp xúc trực tiếp với da trong thời gian sử dụng nên đánh giá sự an toàn, bảo vệ sức khỏe rất cần thiết, thương hiệu và giá thành, thương hiệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, uy tín vẫn là điểm đến của những khách hàng thông minh. Bạn tin vào chất lượng của thương hiệu mang đến, giúp nắm rõ thành phần và đặc tính màu, top 10 mẫu màu nước Nhật Bản để vẽ đẹp nhất cần mua ngay, bộ sơn màu nước cao cấp Ateza Kit. 25 bánh màu sinh động, bao gồm cọ sơn, bộ 25 món, đồ nghệ thuật vẽ tranh màu nước, cho trẻ em và người lớn mã spb 077 g 2 pb 26 màu nước Ateza không độc hại, bộ 30 màu, hộp đựng một ao sơ chất lỏng, có thể giặt được, bộ nghệ thuật cho trẻ em, dành cho giấy, vải và các dự án tự làm mã SPP 07 ylc 2 y 8 cây, sơn màu nước Ateza, bộ 36 loại màu sống động trong nửa chảo, trong hộp thiết với bút cọ nước cho nghệ sĩ. Vẽ tranh nghệ thuật lý tưởng cho kỹ thuật màu nước mã SPB07FSSDVWX, sơn acrylic kim loại, bộ 36 màu atza ống 0.74 mươi 22 ml có hộp bảo quản, sắc tố phong phú, sơn không phai màu, không độc hại cho họa sĩ và họa sĩ sở thích đồ dùng nghệ thuật cho tranh canvas mã SPB07NDNKQ1B, sơn atza acrylic, bộ 60 màu ống, 0.74 mươi 22 ml với hộp lưu trữ, sắc tố phong phú, sơn kim loại không phai màu không độc hại cho họa sĩ và họa sĩ sở thích đồ dùng nghệ thuật cho tranh canvas mã spb 077 y 87 wa 9 Turner cho sơn màu nước trong suốt bộ 24 màu mã spb 002 qzsy 2 hobby artist watercolor set 18 ống 5 ml v 403 mã spb 000 wd 5 wsk bộ phác thảo trường màu nước nghệ thuật 24 loại màu với 3 bút vẽ bộ chảo màu nước hoàn hảo cho tranh màu nước B073P2V8M9, bộ sơn màu nước Kohotech, bộ sơn 36 màu, màu nước mờ, màu nước đặc, hộp sắt, 10 cọ màu nước, dễ nấu chảy, người mới bắt đầu đến chuyên nghiệp, đồ dùng vẽ tranh, trẻ em, bao gồm cọ nước, sơn màu nước đặc mã SP, B07SYSP3JS, Atezarian Brass Pen, 96 bút vẽ với đầu cọ linh hoạt, bút màu nước chuyên nghiệp để vẽ tranh, vẽ tô màu bằng cọ nước, 100% không độc hại mã SP, B078MLF649, vậy mua màu nước Nhật Bản ở đâu chính hãng, shop Nhật Việt chuyên cung cấp dịch vụ order, mua hộ màu nước chất lượng cao Nhật giá rẻ, uy tín. Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và mua hàng nhanh chóng với giá tốt nhất, toàn bộ sản phẩm được shop Nhật Việt mang về từ Nhật có bill chính hãng, nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm đặt mua. Chúng tôi phân phối xỉ và lẻ trên toàn quốc. Đảm bảo chất lượng tốt với giá ưu đãi, có hệ thống giao hàng tận nơi, thanh toán trực tiếp và được kiểm tra trước khi nhận. Chi tiết liên hệ 0983-1315.28 để tham khảo giá và đặt hàng nhanh nhất.